Xây rượu nó văng một phát thì thôi. Hương ảnh đùa mà. Còi tốt nhất là bóc còi chứ ông ấy tha cho mình. Ở đây nó canh nó nè. Em biết nhưng mà đừng có nghĩ rượu chè xong nó gạt nhầm cái phần gạt lăng thôi xong cười với nhau thôi, làm gì cả nhau cũng đâm thế tiền thì họ chẳng có. Hôm cái xe rách nát đi về họ cãi nhau không giải quyết được gì mà nó lại thêm phức tạp thôi. Coi như là cái duyên phận chúng ta gặp nhau nó ở cái kiểu này thôi. Ông giữ gìn sức khỏe cho tôi đi về cho nó nhanh. Ông mà ngô mà biết ở đây ông nghĩa ông đèn nó ăn mãi chẳng hết. Bình tĩnh cho tôi bóc còi để ý chứ. Đường trên này là thế đấy, kinh lắm. Đường như này phải đi chậm và phải nhường nhịn và phải đừng có hy vọng họ bắt đèn. Mấy con gà bắt đèn là mình cũng không giết được. Đây là toàn nhiều khi ở đây những cái chảo đây này. Chảo đây toàn bắt được đài Trung Quốc. Với một thuyền Trung Quốc, với một thuyền Việt Nam thì ít bắt được. Với bây giờ thì như thế nào, những chiếc đây là nó bắt được của Trung Quốc. Mà Trung Quốc lại phát âm bằng cái tiếng của dân tộc gần đây nên họ hiểu. Những cái chảo không mất tiền, bé bé. Bây giờ là ít rồi đấy. Người 50 năm đi được. À đây cái vợ chảo bi sát đây. Nếu bây giờ người ta dùng wifi được thì tốt. Thì nó qua cái đấy, nó không qua cái kênh của thằng cái chảo. Có wifi đấy, cửa ngăn qua mình thấy chỗ nào cũng wifi.